Kem body Bạch Ngọc Liên đang rất được nhiều chị em teen mua nhiều lắm, vì đẹp mặt thôi chưa bao giờ là đủ, để bạn để nên hấp dẫn và quyến rũ. Nên phải đẹp toàn diện cả body nữa, để bạn mặc váy hở hang một chút sẽ khoe trọn làn da trắng mướt mịn, ai nhìn cũng mê đắm. Ai nhìn cũng khao khát có được làn da trắng hồng căng mướt. Bạn thử nghĩ mà xem, chỉ cần xinh đẹp hơn người khác một chút là đi đâu cũng được săn đón, đi đâu cũng được yêu chiều và trân trọng. Đi đâu người ta cũng nhìn bạn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ thì thật là hạnh phúc. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Chỉ có hàng chính hãng mới mang lại hiệu quả tốt nhất cho bạn. Vì hàng chính hãng được công ty sản xuất nghiên cứu và thử nghiệm rất kỹ càng, cũng như được kiểm định và được cấp phép sử dụng. Các thành phần có trong kem Bạch Ngọc Liên có hàm lượng ở mức cho phép, vừa đủ để mang lại hiệu quả tốt nhất cho làn da của bạn, giúp cho da body trắng mịn hồng hào, để bạn có thể tự tin mặc áo hở eo, mặc váy hở vai trông thật bắt mắt và quyến rũ. Các thành phần trong kem chính hãng không gây ra những tác dụng phụ không mong muốn khác. Khi mua đúng hàng chính hãng thì bạn được đảm bảo về sự an toàn của sản phẩm, vì là công ty nổi tiếng và có thương hiệu nên họ luôn cam kết về chất lượng. Còn lỡ mua phải hàng giả, thì bạn không thể biết được người ta bỏ hóa chất gì bên trong đó, người ta đã cố tình làm giả để lừa bạn kiếm tiền, rồi thì họ đâu còn quan tâm đến việc bạn dùng có bị ảnh hưởng đến sức khỏe hay không, da bạn bị kích ứng, da đen sạm nhiều hơn họ cũng chẳng quan tâm đến. Kem body Bạch Ngọc Liên hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem body Bạch Ngọc Liên hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.